Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, cơ quan điều tra vừa bắt giữ Lâm Tố Quyên, 30 tuổi, ở huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng, để làm rõ hành vi mua bán trẻ sơ sinh. Rạng sáng ngày 26 tháng 2, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cùng lực lượng thuộc Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an kiểm tra một nhà nghỉ ở thành phố Cao Bằng. Qua rà soát, lực lượng chức năng phát hiện Quyên thuê phòng ở cùng một trẻ sơ sinh có nhiều nghi vấn. Khi cảnh sát tra hỏi, người phụ nữ không chứng minh được cháu bé là con đẻ của mình. Sau đó, Quyên thừa nhận là bế đứa trẻ từ tỉnh Vĩnh Long ra Cao Bằng để chờ bán cho người khác với giá 15 triệu đồng. Công an nhận định Lâm Tố Quyên liên quan đường dây mua bán trẻ sơ sinh quy mô rất lớn, có sự câu kết của nhiều người trong và ngoài nước. Sau khi giải cứu nạn nhân, cảnh sát đã bàn giao cháu bé cho Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Cao Bằng chăm nuôi.